Anh muốn được hẹn hò với em. Anh có biết chương trình này tên là chương trình gì không? Yêu lớp, bắt lớp, yêu thật, yêu giả. Là một chương trình thực tế về đề tài tình yêu. Mỗi tập sẽ có 3 bạn trẻ tham gia để tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Gồm một nhân vật chính cùng 2 ứng cử viên. Và điểm hấp dẫn của chương trình là sẽ có một bạn real love, người thực sự thích nhân vật chính, và một bạn diễn viên làm nhân vật fake love để thử thách tình cảm của nhân vật chính. Cuối chương trình, nhân vật chính sẽ lựa chọn một bạn mà mình có tình cảm đặc biệt để tỏ tình. Nếu lựa chọn đúng ứng cử viên là real love thì 2 bạn ra về cùng nhau. Nếu lựa chọn sai ứng cử viên là fake love, diễn viên của chương trình, không ngờ chương trình phũ phàng đến thế, thì sẽ ra về một mình. Real love, fake love, yêu thật, yêu giả. Không cần phải đoán mò, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Họ sẽ mang lại điều thú vị và bất ngờ gì đấy. Nguyễn Hữu Tuấn, chàng trai diễn viên đa tài, sinh năm 1994. Hôm nay có thể hiện được tài năng của mình để chinh phục và chọn đúng tình yêu đích thực cho mình, hay ra về với những người bạn mới cực xinh đẹp. Mình xin chia sẻ một chút xíu về mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Đó là một người nhỏ nhắn này, dễ thương, một người biết chăm sóc cho bản thân mình tinh tế một chút, đặc biệt là chân thành và thẳng thắn. Mình đã độc thân được hơn 1 năm rưỡi. Hai cô nàng cùng sinh năm 1999. Hoàng Thị Thanh Thùy, sinh viên năm 3, hàng không. Và Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ai trong hai cô nàng với gương mặt là thánh thiện ấy sẽ là phép lớp? Thật khó khăn cho chàng trai của chúng ta để chọn đúng tình yêu real love cho mình. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình là người biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ, lắng nghe những gì mà mình nói, và là người biết có một chút năng khiếu về nấu ăn cũng như là biết chăm sóc trẻ em. Cảm nhận của mình về bạn nam trong profile này thì cái đầu tiên là hình ảnh về bạn nam đập vào mắt mình đầu tiên là bạn rất là giống Lee Min Ho. Tiếp theo là bạn nam này rất là cao, thân hình có vẻ là rất là chuẩn, nghề nghiệp cũng làm một nghề nghiệp mà đang rất là hot hiện giờ, rất là YouTuber. Tính cách thì có vẻ là hơi khó hiện tí xíu, tại vì là bạn nói là bạn là một người cầu toàn nhưng lại giản dị. Ưu điểm của bạn này khiến mình cảm thấy bạn này rất là dễ gần. Thì cái điều mình ấn tượng ở đây là thích tạo niềm vui cho mọi người, tại vì là mình thích những cái người nào mà sống năng động. Có một cái nhược điểm của bạn mà mình cũng khá là đồng cảm, đó là dễ suy nghĩ tiêu cực. Tại vì mình nghĩ là những người mà hay tạo ra niềm vui cho người khác thì cũng dễ bị buồn trong cuộc sống, dễ bị stress. Ngay từ ánh nhìn về hình ảnh của bạn thì đem đến cho mình một cảm giác rất là gần gũi, một cái cảm giác là dễ, rất là thân thiện, dễ bắt chuyện, dễ nói chuyện. Tiếp theo là những cái ưu điểm về của bạn này khiến cho mình cảm thấy thú vị, muốn tìm hiểu. Và đặc biệt trong đó có ưu điểm là thích tạo niềm vui cho người khác. Mình nghĩ là mẫu bạn trai này thì giống với khoảng 50% so với mẫu bạn trai lý tưởng mà mình đang tìm kiếm. Điều đầu tiên là em rất là ấn tượng bởi cái ngoại hình của bạn này, cũng khá là bắt mắt. Về cái tính cách của bạn ấy thì là cũng thuộc về dạng mà một người em cũng đang là tìm kiếm. Còn về ưu điểm của bạn này, có một cái em rất là thích, đó là thích tạo niềm vui cho mọi người. Điều đó em cũng đang tìm kiếm mấy đầu này. Còn cái nhược điểm cũng giống em, ở chỗ là em cũng không biết bơi và em rất là sợ độ cao. Mình cảm thấy bạn này thì giống đến khoảng 80% mẫu người mà mình cũng đang tìm kiếm. Cảm xúc ban đầu khi mà nhận xét về bạn này thì là mình cảm thấy bạn này có một phần gì đó rất là giống mình. Ban đầu nhìn vô thì là mình cảm thấy là có cảm tình ngay ban đầu. Nhưng mà để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải cần qua tiếp xúc bên ngoài nữa. Mình nghĩ thì mình có thể giống được 50%.
Tại vì bạn này á thì thích một mẫu người con gái nhỏ nhắn này, nhưng mà mình á thì không có được nhỏ nhắn cho lắm. Nhưng mà tính cách của bạn này mà đang cần á thì là mình có thể đáp ứng được, đó là tính cách khùng khùng vui vui á, tại vì rất là giống. Alo ạ, xin chào ạ. Dạ, em chào anh ạ. Em là bạn đầu tiên anh gọi ấy, thì chắc là anh sẽ tự giới thiệu về anh trước nhé. Dạ. Anh tên là Hữu Tuấn, thì hiện tại anh đang là diễn viên và anh 25 tuổi. Nói chung thì anh dễ tính, chắc cũng khá là dễ thương. Ừ. Thì không anh nghĩ là tới em đi, em giới thiệu gì đó về em đi. Dạ, em thì em sinh năm 1999. Hiện tại thì em cũng đang hoạt động nghệ thuật, em cũng làm streamer, diễn viên. Ngoài ra thì em cũng đang là sinh viên, vẫn còn đi học. Em là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. Wow, giỏi quá ta, đa năng nữa. Làm rất là nhiều nghề luôn, giỏi hơn anh rất nhiều luôn. Nhưng mà tính cách khá là nói nhiều luôn. Gọi điện mà nói chuyện với nhau như thế này, mà nói chuyện qua điện thoại mà không có thấy mặt á, nó cũng lạ quá ha. Nó cũng kiểu giống cái thời hồi trước á. Để em tưởng tượng trước em, anh nghĩ chắc em cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn ta. Cái đó thì sai rồi, em không có nhỏ nhắn xinh xắn đâu. Em không nhỏ nhắn xinh xắn. Không nhỏ nhắn xinh xắn thì cũng đâu có vấn đề gì đâu. Tại thay đổi gu đúng không? Ừ. Thì, ủa mà em dạ. Có biệt danh không? Em có biệt danh không? Em biệt danh là May. Ai cũng gọi em là May hết trơn, kiểu như là May hả? Dạ đúng rồi. Anh hình như là thời gian trò chuyện của hai đứa mình cũng sắp hết rồi. Thì nói chung là câu đầu tiên đó là anh chúc May một ngày thiệt là vui vẻ, thiệt là tươi đẹp nha. Tí nữa mình sẽ gặp nhau. Rồi, ok. Ok em, xin được gặp. Ban đầu á, thì em nghĩ bạn này chắc cũng khó gần này nọ. Sau khi mà nói chuyện với bạn ấy từ những phút đầu á, thì là em có suy nghĩ khác. Em thấy một bạn này á, cũng khá là lanh lợi, cũng khá là biết cách nói chuyện, cũng là một người hòa đồng, dễ gần. Nên là ban đầu của em á, suy nghĩ ban đầu á, là khác hoàn toàn luôn. Bây giờ thì cảm xúc ban đầu của em là em cảm thấy là em cũng có cảm tình với bạn này ở phút ban đầu qua cách nói chuyện của bạn ấy. Sau cái cuộc gọi đầu tiên thì mình đã được làm quen với em May nè, biệt danh là May. Thứ hai là mình cảm nhận là cô bé nó rất là dễ thương nè, rất là hòa đồng, rất là kiểu cũng nhiệt tình nói chuyện, và cô bé là người chủ động nói chuyện với mình nhiều hơn. Mình nghĩ là cô bé là một người giao tiếp giỏi nè, rồi nói chuyện dễ thương đó. Người bạn này sẽ rất là thú vị nếu như mà được gặp mà được nói chuyện nhiều hơn, thì mình nghĩ là Xin chào. Thôi để mình tự giới thiệu trước nha. Mình tên là Hữu Tuấn. Chào Tuấn. Mình có thể biết một vài thông tin của bạn được không? Chào Tuấn, mình tên là Thanh Thùy. Thùy, hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của trường Học viện Hàng không. Rất vui được gặp Tuấn. Thùy có thích một người bạn hay là ví dụ xa hơn, ví dụ thôi nha, là người yêu chẳng hạn mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật không? Thùy cũng chưa sẵn sàng, nhưng mà Thùy nghĩ là Thùy muốn thử. Thì sẽ thử hả? Dễ thương quá. Sắp hết thời gian trò chuyện của tụi mình rồi á. Một chút nữa thôi là hai đứa mình sẽ được gặp nhau, đúng không? Có chuyện nhiều hơn ha. Thì tụi mình sẽ có thời gian để tìm hiểu về tính cách cũng như về sở thích của nhau nhiều hơn. Tí nữa mình gặp lại nhau nha. Tạm biệt Tuấn nha. Rồi. Bye Thùy. Bye Tuấn. Sau khi nói chuyện với bạn Nam xong, mình thấy bạn Nam là một người rất là chủ động trong việc nói chuyện với người khác, tạo ra chủ đề để cho câu chuyện không nhàm chán, và là một người rất là thu hút. Dù mà mình chưa gặp bạn Nam bên ngoài, nhưng mà bạn Nam đang tạo cho mình một thiện cảm tốt. Well, sau khi mình nói chuyện với người bạn thứ hai thì bạn ấy tên là Thùy, và một cô gái theo mình nghĩ là một người rất là thông minh nha. Bạn ấy rất là sắc sảo và gọi là thẳng tính nữa.
quá chuẩn luôn. Chung là mình cảm thấy là hai đứa mình chung cái điểm là không xét nét về ngoại hình nè, rồi tính cách này cũng khá là giống nhau nè, thẳng thắn nè, rồi thông minh và đặc biệt là giọng của bạn rất là dễ thương. Nói chung là mình cũng rất là mong đợi được gặp bạn Thùy để xem thử bạn Thùy là một người dễ thương như thế nào. Nói chung là sau hai cuộc gọi điện thoại để nói chuyện điện thoại với lại hai bạn nữ thì mình cảm giác được là cả hai bạn đều khá là hợp với những cái tiêu chí mà mình đang tìm kiếm. Thì theo mình nghĩ thì mình sẽ muốn gặp cô bé tên là May trước. Thu, hello em, anh là Tuấn. Em chờ lâu không? Vậy là mình sẽ tập boxing đúng không? Bây giờ nha, anh sẽ đỡ, em cứ đấm thoải mái nha. Rồi, em biết đeo chưa, Em sẽ đeo theo bản năng. Thôi lên coi. Đáng lý là em phải có một cái dây quấn ở trong, tại vì nó sẽ chắc cổ tay, cho nên nó lỏng cổ tay em là em sẽ bị trật cổ tay. Nói chung là em có thể đánh hết mình nhưng mà cũng không cần hết lực đâu. Đây nha, chứ không phải mặt anh nha. Đây nha. Nhưng mà em hay vậy. Em không biết là muốn thì... có sửa không? Không, muốn anh không sửa. Ok, vậy được rồi. Ok. Đó, được. Chưa, chưa. Không có gì, không mặt. Đá cao vậy thôi, để anh thử cái đó cho em ha. Ok. Cái gì cũng dễ nè. Thử. Là ok, là em quen. Ok. Sao? Em có thể đá cao hơn. Ừ. Em đá to đó. Hay chưa. Giỏi quá ta. Nữa không? Nếu mà thì mình ngưng. Vậy thôi mình nghỉ ngơi đi. Đây xin mời Thảo được không? Em hồi nãy em tả cái anh cũng nghĩ ồ có khi nào bạn đó cao quá, có khi nào hai đứa nói chuyện manh phải vậy nè, phải nhìn lên vậy nè. Không, lúc anh gặp thì em vẫn trong trạng thái nhỏ nhắn xinh xắn. Anh đấy em cao mét mấy? Em chắc cũng 1m75. 1m75 hả? Hồi nãy em nói với anh là em cao gần 1m8. Đúng, 1m78. Nhưng mà em có thấy cái chuẩn của mình á, nó sẽ cao hơn thì những người mà thích mình á thì họ sẽ kiểu họ thục, vì thục chí khi mà họ muốn tiếp cận mình không? Bây giờ có hai gu nha, ví dụ như gu người ta là thích cao, nhưng có gu là thích lùn, có người thích mập, có người thích ốm. Nên là mình như thế nào sẽ phù hợp với gu của các bạn đó. Chứ đâu phải là ai cũng thích cao đâu, đúng không? Như anh nói là tiêu chuẩn của em là em cao nè. Nhưng mà cũng có người không thích cao. Có nhiều bạn rất thích lùn. Ví dụ như bạn em lại thích quen những đứa con gái lùn, chứ không thích quen những đứa con gái cao. Cảm nhận đầu tiên của anh mà sau khi nói chuyện nè, xong rồi gặp em ở đây nè, anh cảm thấy em thật sự phải công nhận một điều là em rất giỏi. Thực ra là em làm được nhiều việc. Còn anh ấy, bản thân anh nha, anh tự nhận anh tới hiện tại là anh chỉ làm được nghệ thuật thôi, anh không làm được những nghề khác. Tất nhiên là anh học đại học và anh đã tốt nghiệp, nhưng mà anh mới khâm phục là em vừa hoạt động nghệ thuật, em vừa làm kinh tế. Nhưng mà nói chung là làm như vậy thì cũng phải dành thời gian để mà gọi là sức khỏe lâu cho sức khỏe là tốt nhất. Cái gu tìm một người bạn trai đi, một người bạn trai của em là như thế nào? Em thì gọi là một người thiên về thích cái bạn, những bạn nam hiền nhưng mà phải nói nhiều. Anh có gọi là biết tạo được vui cho mọi người. Ừ, mà anh còn bị lát. Đúng, anh cần đi xíu. Em là người hướng ngoại. Em rất là thoải mái. Em thoải mái trong cách sống, mối quan hệ, rồi thoải mái trong việc mà kiểu như là con người mà không gọi là không tính trước. Ví dụ người ta sẽ tính trước là ở một tháng sau người ta sẽ làm gì, còn như em thì cứ gọi là cứ sống bình thường thôi, mình cứ làm mình bình thường thôi, không cần phải đặt ra mục tiêu cái gì cả. Nhưng mà đến khi mà một năm trôi qua thì mình phải nhìn lại coi năm nay mình đã làm được cái gì rồi, chứ không phải là một năm này mình chỉ để chơi thôi chứ không có thành tựu gì cả. Hay á, anh bản thân anh cũng vậy, bản thân anh cũng kiểu là đi tới đâu là hay tới đó.
Nói chung thì hôm nay á, dù có như thế nào á, thì là mình cũng gọi là có duyên, thì cũng gọi là nếu mà không có gì hết thì mình cũng là có một người bạn mới, một người bạn cũng khá là tính cách cũng khá là giống mình. Nói chung là em cũng rất là vui. Nói chung hôm nay là anh đã được gặp một áng mây đẹp rồi đấy. Thôi. Em hay kêu bị ngại á nên đừng nói. Ok rồi thì sẽ kết thúc ở đây ha. Nhưng mà anh cũng rất là vui khi được gặp em. Mà tụi mình sẽ giữ liên lạc nhiều hơn. Còn mọi chuyện thì tương lai quyết định đúng không? Đúng rồi. Ok. Xin bé. Ủa nắm tay vậy luôn hả? Đây. Rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Vậy thôi anh sẽ phải đi hành trình tiếp theo. Tí nữa anh sẽ liên lạc lại với em. Ok. Bye bye. Bye bye em. Sau một hồi nói chuyện với bạn em á, thì là em cũng thấy bạn này cũng rất là hòa đồng. Nói chung tính cách cũng giống như là em tưởng tượng trong đầu trước khi gặp bạn rồi. Thì qua nói chuyện thì kiểu như là hiểu nhau hơn, gần gũi với nhau thì em thấy là bạn này cũng khá là giống với mọi người mà em đang tìm kiếm. Lúc đầu á, khi mà bạn đó bước vào và kiểu như là hồn em á, thì khi quay lại á, thì đầu tiên là em cảm thấy là bạn này giống với một tính cách mà em đang thích, đó là biết lo lắng chăm sóc cho bản thân. Xong đó thì bạn nó khá là vui, cởi mở nói chuyện, rồi nói chung tính cách cũng khá là giống em. Cái nhìn đầu tiên đó với ảnh á thì rất là thấy ảnh có ngoại hình rất là bắt mắt, rồi tính cách á thì là vui vẻ, rồi nói chung thì tính cách với lại ngoại hình á thì cũng tương đương đến 80-85% mẫu người mà em đang lựa chọn, thì em cũng thấy có cảm tình với bạn này. Chào em, anh là Tuấn. Chào anh, em là Thanh Thùy. Anh có muốn thử không? Không, em chơi trước đi. Em chơi. Em nhường cho. Lâu lắm rồi mới chơi á. Wow, xịn quá à. Ui, anh giỏi quá à. Nhìn anh lúc nãy cũng mạnh. Nhưng mà chơi xịn anh ơi. Xứ được không anh? Nhổ không? Nãy giờ anh tưởng là em chơi rồi. Em mới thử thôi. Bây giờ tới em mời em, mời em. Bắt đầu rồi. Má ơi, cho mặt quá. Rồi, né cái cây thông rồi, xong rồi. Game over. Thôi em dừng luôn hả? Em dừng rồi. Ok, không sao, không sao. Cảm ơn anh. Chơi game xong rồi chắc là thôi mình sẽ đi qua bên kia để mình nói chuyện ha. Đó, cái ngọn đèn đường nè. Hồi nãy anh có giới thiệu cho em rồi đúng không? Sau khi mà nghe nói chuyện điện thoại á, dạ, em thấy anh là người như thế nào? Cảm nhận của em đầu tiên là anh rất là tạp ngôn, anh nói rất là nhiều. Thứ hai là anh nói chuyện không có bị vô duyên mà rất là có duyên, cuốn hút người đối diện, người nghe. Em có sợ mấy người nói nhiều không? Nói nhiều nhưng có duyên thì đó là ai cũng thích hết anh. Anh thấy may mắn quá. Cái cảm nhận của anh đầu tiên khi mà anh nói chuyện thoại với em xong, với lúc mà anh gặp em thì nó không khác là mấy. Đặc biệt là anh cũng rất là thích tiếng nói, là tiếng nói của em. Với lại thật ra anh cũng thích những người nói tiếng hơi hướng Bắc hoặc là ở miền Trung ấy. Nên nói chuyện nghe nó rất là gần gũi, rất là dễ thương. Thì tính cách của anh ấy, em đoán thử coi anh là người hướng nội hướng ngoại. Em thấy anh là hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Em nghĩ là anh cũng có nhiều suy nghĩ, nhưng mà em thấy anh có vẻ là hoạt náo hướng ngoại nhiều. Tại vì bản thân anh thật ra nha, ngoài nó nóng nhưng mà trong nó lạnh. Có vẻ là anh là người hướng ngoại, nhưng mà thật ra anh là người hướng nội. Anh có thể thay đổi một phần nào đó để cho phù hợp với môi trường sống, nhưng cái bản chất của anh vẫn là đối với bạn bè, đối với người bạn. Chết anh nghĩ anh nói nhiều quá không biết. Thôi anh cứ nói đi, em sẽ lắng nghe hết những gì anh đang nói và sau đó em sẽ tiếp thu lại và đi đi. Bây giờ anh chỉ có duy nhất một câu hỏi thôi, anh muốn hỏi là sau cái buổi trò chuyện ấy thì em cảm thấy như thế nào vậy? Cảm nhận đầu tiên khi nói chuyện với anh rồi, càng nói chuyện thì em càng cảm thấy là anh rất là hợp với em. Có một cái là em nghĩ là bù qua xót lại á, ví dụ là anh là một người thực sự là hướng nội và nhưng mà tỏ ra bên ngoài là mình
phải như vậy, phải nói rất là nhiều, phải kéo tâm trạng mình như vậy ra. Thì em nghĩ là em là một người lắng nghe anh nói, lắng nghe những lúc mà anh mệt mỏi, tâm trạng, để đến những cái lúc đó, những lúc anh cần, thì em sẽ kéo anh ra hỏi những cái mớ hỗn độn như vậy. Nói chung là ngoài lời cảm ơn anh cũng không có gì hết. Dạ. Yeah. Anh chị có thể nói đó là em không khác gì với những gì anh mà tưởng tượng. Xinh nè, dễ thương nè, gần gũi. Nói chung là anh rất là thích. Sau khi gặp em thì anh cũng phải đưa ra quyết định của mình. Dạ. Yeah. Anh hy vọng là tụi mình sẽ được gặp nhau. Yeah. Sau khi anh đưa ra quyết định. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều là đến gặp anh. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều với những chia sẻ mà anh chia sẻ với em, để em hiểu hơn về anh. Ok, vậy tụi mình sẽ gặp lại nhau sau nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh nha. Gặp nhau nha. Dạ. Mình cảm thấy Thùy là một cực kỳ chân thành, cực kỳ giản dị, gần gũi. Và thực ra đối với mình ấy, cái mẫu người mà mình đang tìm kiếm giống như là Thùy vậy. Mình có thể nói là như vậy. Lúc mà gọi điện thoại xong, mình đã có cảm tình 60% rồi. Thì bây giờ nó chắc cũng đến 80 à. Cảm giác đầu tiên của mình khi gặp bạn nam đó chính là sự gần gũi. Gần gũi giống như một người anh thân thiết vậy. Theo mình nghĩ thì bạn nam giống với lại là một bạn trai lý tưởng của mình khoảng 50% thôi. Mình nghĩ là bạn nam là một mẫu anh trai của mình. Xinh quá. Anh đã chọn cái chỗ này tại vì nó khá là lạnh ấy. Mình sẽ được mặc đồ hạnh phúc, mình sẽ được chụp hình sống ảo mà lại ở trong một không gian tí nữa có tuyết nữa. Phải kiểu đi. Kiểu làm gì bừa bừa nữa kìa. Em xuống đánh nha. 2, 3. Sau khi mà ba đứa mình chính thức được gặp nhau rồi, được lăn tâm sự chút xíu nè, được lăn lộn với nhau, được già lết, thì anh đó, cảm giác của anh đầu tiên là anh rất là vui vì cả hai bạn đều ở đây, hai bạn đều rất là hòa đồng, dễ thương chắc chắn rồi. Và tí nữa thì anh cũng phải thực hiện một việc. Anh hy vọng là anh sẽ được gặp lại cả hai người sau cái phần này. Bây giờ anh xin phép anh phải đi trước. Tí nữa anh sẽ gặp lại. Cố lên. Giây phút quan trọng nhất của chương trình cũng đến. Hữu Tuấn phải đưa ra quyết định của mình. Tìm được tình yêu đích thực hay ra về có thêm hai người bạn nữ. Thật thú vị và đầy căng thẳng cho chàng trai đa tài của chúng ta. Chọn đúng hay sai? Cô nàng hàng không, cô sinh viên quốc tế, ai giả, ai thật? Anh Tuấn gửi bé Thùy. Chào em, anh rất vui vì hôm nay em đã đến và trò chuyện tâm sự nè, chơi trò chơi nè. Mọi cảm nhận về em và về anh đã được chia sẻ cho nhau hết. Vì vậy anh cảm thấy rất có phúc khi mình được lắng nghe và chia sẻ. Anh chúc em sẽ gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc và sẽ luôn vui vẻ và tự tin lên nha. Anh Tuấn, ký tên. Chào em. Chào anh. Anh tặng em cái này. Dạ, cảm ơn anh. Hy vọng là em sẽ thích nó. Dạ.
cũng khó nói quá ta. Dạ. Thật ra thì anh nói là anh sống vì theo tình cảm á, cho nên là anh cũng không quá khó khăn để phải đưa ra cái quyết định của mình. À, anh nghĩ em là Real Love. Lần đầu tiên thì em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì bó hoa này. Cảm ơn vì anh đã có một cái lời tỏ tình với em. Ngay từ ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy anh là một người thật sự rất là thân thiện. Lúc mà nói chuyện với anh á là em cảm giác như là em không có ngại ngùng gì hết. Em đánh bay hết những cái sự lo lắng của em. Em nói chuyện rất là thoải mái. Cảm giác như là có thể là đem hết những cái câu chuyện của mình ra tâm sự với anh, cũng như là lắng nghe những lời anh nói, lắng nghe những câu chuyện của anh. Tiếp theo nữa là em thật sự cũng rất là xin lỗi anh. Em xin lỗi vì đã... Em không phải là... Dạ đúng rồi. Em là khách lớn. Dạ. Tại vì vậy nè, anh thật ra là anh dạ. đã có chia sẻ riêng rồi. Thì thật ra là cái cảm nhận đầu tiên đó là may mới là điều đó. Còn em là khách lớn. Thế nói chung là anh chỉ cảm nhận thoáng qua thôi. Nhưng mà sau khi trò chuyện với em và may xong thì anh nghiêm về phía em, tại vì đó là sự lựa chọn của anh. Thực ra thì trong cái tâm trí của mình ấy, mình nghĩ đó là may sẽ là người đúng, còn Thùy sẽ là người không đúng. Đó là theo cái tiếp xúc ban đầu thôi. Còn nếu như mà sau quá trình tìm hiểu thì mình nghĩ Thùy mới là người đúng. Trước khi mình kết thúc cái buổi gặp gỡ hôm nay thì anh cũng có một món quà muốn tặng cho em. Cái này là cây vòng tay. Anh thì hơi bị nghiện phong thủy, không phải là nghiện lắm, nhưng mà tại vì anh lúc anh tới anh cũng không biết là bạn nữ anh gặp thì là như thế nào, nên là anh đã chuẩn bị sẵn. Cái này là anh tặng cho em. Dạ. Yeah. Em rất cảm ơn anh. Chúc em trong cuộc sống á vui vẻ, xinh tươi, nhớ phải chăm sóc bản thân mình thì tốt. Cảm nhận của mình khi bạn Tuấn bước đến là mình thật sự rất là bất ngờ. Mình không nghĩ là bạn Tuấn sẽ chọn mình, tại vì bạn Ngân rất là phù hợp với lại là mẫu người lý tưởng của bạn Nam. Nhưng mà bạn Tuấn đã chọn mình. Mình cũng có một chút buồn vì bạn Tuấn không tìm được người con gái thật sự của mình. Tại vì mình thấy bạn Ngân là một mẫu bạn gái rất là lý tưởng, phù hợp với lại là bạn Tuấn. Anh rất vui khi được gặp em, trò chuyện nè, chơi trò chơi nè, và cũng là tìm hiểu. Anh cảm ơn em đã dành thời gian quý báu cho anh hôm nay. Mọi cảm nhận về em anh đã nói hết rồi. Anh hy vọng tương lai tụi mình sẽ được gặp, trò chuyện nhiều hơn. Anh chúc em nhiều niềm vui, sức khỏe. Cảm giác em khi mà nghe tin mà anh Tuấn chọn Thùy á, sau chương trình này á, em cảm thấy rất là vui vì đã có thêm được hai người bạn cực kỳ hiểu mình. Em chúc mừng anh đã đưa ra quyết định cũng như là chọn được người anh nghĩ là hợp với mình, nhưng mà chắc là anh lựa chọn sai một xíu, là không lựa chọn Real Love mà lựa chọn nhầm khách lớp. Nhưng mà không sao, qua chương trình này thì chúng ta có thêm những người bạn, sau chương trình thì cũng phải gặp nhau nói chuyện và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tuy không chọn đúng tình yêu đích thực, nhưng chàng trai của chúng ta cũng có được thêm những mối quan hệ mới cùng hai cô nàng xinh đẹp, thông minh. Xin chúc cho mối quan hệ của họ sẽ được tốt đẹp trong tương lai. Real Love, phát lớp, yêu thật, yêu giả.